Em mơ làm việc có thể chịu được áp lực. Mơ biết may vá chút đỉnh. Bóng chuyền, cầu lông, bơi lội, bóng đá. Em cũng thích nấu ăn. Thì quan trọng là cái tính cách và cái việc họ sống như thế nào thôi. Như là em đang đọc được suy nghĩ của anh hay gì? Như vậy là chúng ta đã có cặp đôi đầu tiên bóng nước hẹn hò. Xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Bây giờ xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Rồi, ngồi đi em. Trời ơi, tôi đã địa tôi thấy rồi đó nghe. Trời ơi, quà cáp quá nhiều kìa. Em ơi, em giới thiệu về mình đi. Dạ, chào chị Hồng Vân. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ, kính chào quý khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Thị Bé Ngọc. Hôm nay em 33 tuổi, là kế toán công ty xây dựng ở Sóc Trăng ạ. Ngọc ở Sóc Trăng. Ngọc đang ở Sóc Trăng luôn hả? Dạ. Mời em trai. Em chào ông Quyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Chào bạn nữ bên kia và chào khán giả. Em tên Nguyễn Hoàng Yên, sinh ra lớn lên ở Hậu Giang, làm việc tại Hậu Giang luôn. Ôi. Ủa có gần không Linh? Sát bên luôn. Sát bên luôn hả? Dạ sát bên. Ôi bạn đó tên Yên đúng không? Bạn Yên là bao tuổi Yên? Dạ em 33 tuổi. 33 luôn. Bằng tuổi luôn. Rồi em, cái điểm mạnh của em là điểm gì? Dạ, điểm mạnh của em là em làm việc có thể chịu được áp lực, vui vẻ, hòa đồng. Bạn còn ưu điểm nữa không? Bạn giỏi về cái gì? Giỏi may vá theo dạ, em cũng biết may vá chút đỉnh. Rồi dạ. Có biết ca hát hay là nhảy múa gì không? Dạ, em có thể hát được. Hát được, dạ. hát dòng nhạc gì? Dạ, có thể ca cổ được. À, ca cổ chút xíu nhớ tặng cho ảnh nha. Dạ. Điểm yếu của em là gì em? Dạ, điểm yếu của em là hơi nóng tính xíu, kiểu như hơi thẳng tính á, tại vì đôi khi mình thẳng tính có những vấn đề nó sẽ không hay. Em nấu ăn ngon không? Dạ, nấu ăn thì em nấu được nhưng mà không ngon lắm, đó là cũng là một điểm yếu của em. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì biết chơi thể thao, bóng chuyền, cầu lông, bơi lội, bóng đá. Các loại bóng ha? Dạ, các loại bóng. Các loại bóng. Em cũng thích nấu ăn. Đi đâu mà ăn cái món gì ngon ngon là hỏi cách nấu. Rồi nếu mà không có người hỏi thì bắt đầu lên mạng về nấu. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm em chắc hay quên. Hay quên, gì nữa? Chứ em cũng không biết nào. Tức là ổng là hoàn hảo rồi, ổng có khuyết điểm. Bé Ngọc. Dạ. Em đó giờ là em yêu mấy người rồi? Dạ cách đây 10 năm thì em có quen một bạn được 3 năm. Sau đó tụi em chia tay thì đến nay cũng chỉ tìm hiểu một vài người chứ không có quen nữa. Lý do tại sao vậy? Là lý do là em là 86 rồi, là nữ tuổi dần. Cho nên là gia đình bên đó không đồng ý cho nên tụi em dừng lại. Qua cái lần đó em có cảm thấy giống như em bị chững lại, em bị mặc cảm về cái chuyện tại vì mình tuổi dần cho mình làm biếng tìm hiểu không? Dạ cũng có một phần chị, nhưng mà theo em nghĩ á, mỗi một người sẽ có một quan điểm sống khác nhau. Cái nhận định của người khác thì mình không thể nào thay đổi được, hoặc là mình không thể nào áp đặt người ta được. Nhưng mà biết đâu đó cũng sẽ có những người sẽ có những suy nghĩ sẽ thoáng hơn. Thì quan trọng là cái tính cách và cái việc họ sống như thế nào thôi, chứ cái tuổi thì không phải là quyết định hết. Bạn Yên ơi, bạn có sợ tuổi dần không vợ? Dạ không chị, quan điểm của bạn gái nói khi nãy là cũng đồng quan điểm với em. Em không quan trọng về tuổi tác, ăn do cách sống của mình có biết dung hòa cho cuộc sống hay không thôi. Đúng rồi, tuổi tác không có quan trọng ha, quan trọng cái duyên số thôi. Em có mấy mối tình rồi Yên? Lúc học cấp 2 em có một mối tình đơn phương, và khi ra trường thì cũng có một mối tình chính thức. Chia tay cũng gần 2 năm rồi. Quen mấy năm? Dạ, 1 năm. Lý do tại sao chia tay? Nói chung là cũng có tính tới chuyện hôn nhân. Thì bên bạn gái đó nói là phải bắt rễ. Công việc của em thì cũng gần với Sóc Trăng, mà cô ấy thì cũng làm ở Sóc Trăng. Ở đâu em không quan trọng, quan trọng là cuộc sống của mình ổn định, thuận tiện cho công việc được rồi. Mà em nói thôi em không chịu ở rễ, em nói phải về Bắc làm dâu. Em nói chơi nhưng mà không đúng thời điểm. Tới trưa là nhắn tin là nói mình không đồng quan điểm đâu, thôi chia tay đi. Trời đất ơi. Em giỡn thôi đó hả, mà coi như chia tay mối tình hả? Dạ, cái cô ấy nói vậy làm cô ấy tư tưởng suy nghĩ quá nhiều rồi. Rồi em cũng có nhắn tin tới lôi nha, nhưng mà cô ấy nói là cô kiên quyết luôn phải không? Thôi đừng có nhắn tin nữa. Rồi, chia tay lãng xẹt. Lãng xẹt. Bên kia có chịu làm dâu không? Về cái vấn đề làm dâu á thì em nghĩ là cha mẹ thì bên nào cũng là cha mẹ. Nhưng mà em có một cái là công việc ở Sóc Trăng của em
em bây giờ hiện tại đang khá ổn định đó. Với nhà em cũng đơn chiếc, cho nên là cái việc làm dâu di chuyển thì nếu mình về Hậu Giang thì em phải di chuyển công việc, hoặc là phải tại nhà cũng đơn chiếc, cho nên là chắc sẽ hơi khó xíu. Hơi khó thì làm dâu đúng không? Dạ. Em ở huyện nào? Dạ em ở Cù Lao Dung ạ. Nhưng mà bên Yên á, là Yên có bắt buộc phải là làm dâu không? Dạ không chị, hồi nãy em cũng có nói là cho thuận tiện cho công việc là được rồi. Dạ. Nói nghe nè, rồi á, em có cái hình mẫu lý tưởng nào mà em tưởng tượng trong đầu em phải lấy cái người chồng như vậy không? Nói chung thì về cái hình mẫu á thì chắc cũng có anh Linh gì đó. Tính tình điềm đạm nè, là về sự đẹp trai, lo lắng gia đình chăm sóc rồi nè. Coi mấy cái hình của ảnh về gia đình em cũng rất là thích. Là em thích một mẫu y xì anh Huyền Linh luôn. Tại vì hình mẫu mà còn có thể trả giá lên xuống. À còn trả giá lên xuống được đúng không? Nhưng mà Yên đẹp trai hơn anh. Chào bà mối đi. Thôi dạ được đó nha, nói cho em biết nha. Dạ. Rồi em có tưởng tượng là cái mẫu người bạn gái của em phải như thế nào không? Người của em gương mặt, cặp mắt long lanh giống như chị Mai Phương vậy đó. Mặt long lanh như Mai Phương. Tiếp tiếp được cái miệng sao, cái mũi sao nè. Rồi cao bao nhiêu nè? Cao 1m54 trở lên được rồi. Ờ, dễ. Em hình dung đi cái người ngồi bên đây á, em tả thử coi có trúng cái gì không? Cũng xinh. Mắt to nhỏ. Mắt nhỏ mà làm văn phòng thì có thể nước da hơi trắng. Mắt này cũng gần gần giống Mai Phương, cỡ mai mốt á. Rồi em không thích điều gì ở bạn gái? Độc đoán. Khi người ta nói gì ra nghịch ý mình, cái mình đoán này đó, cái mình suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung là suy diễn chứ không phải độc đoán. À, suy diễn lung tung. Bạn gái anh hỏi là em không thích điều gì ở đàn ông? Em thích không thích nam mà quá gia trưởng á, nghĩa là nam chỉ cần cái gia trưởng đủ để quyết định thôi. Rồi không thích gì nữa? Không thích đàn ông mà không chung thủy á. Không, bạn này thì anh thấy là chung thủy đó. Bởi vì cái tính tình của bạn nãy giờ nói chuyện mình cảm nhận được. Dạ. Ha, bây giờ mình gặp đàn trai đàn gái coi họ có ý kiến gì nha. Vâng ha. Đàn gái đi với ai? Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với sếp em, chị sếp. Rồi chào chị sếp. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em xin giới thiệu, em là Trúc, là sếp mà cũng là giống như là đồng nghiệp của Ngọc, đồng hành với Ngọc khoảng 9-10 năm nay rồi. Ồ, thân lắm rồi đó. Làm việc chung Ngọc á thì em có cái cảm nhận là Ngọc rất là chân thành mà tính tình thì thẳng thắn thật. Bữa nay Ngọc tham dự chương trình này là đây là cái duyên rồi, đến được nay từ Sóc Trăng mà lên đây mà gặp được anh này thì em thấy ok đó, em thấy là hợp với Ngọc đó. Hợp. Cảm ơn em. Bây giờ anh trai đi với ai? Trai đi. Ừ dạ em đi với mẹ, với hai cô, với Dượng và đứa em đồng nghiệp với rồi. Anh dạ xin chào anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân. Tôi là mẹ của Hoàng Yên, thì cũng mong muốn đến đây để làm tìm một cô dâu đi. Tại vì từ lâu cũng mơ ước, tại vì nhà có 4 người con trai mà đã lo gia thất được 3 rồi hết rồi. Còn đứa con trai út thì nó ham học quá đi, nó muốn có cái sự nghiệp trong tay nó rồi nó mới có lập gia đình, cho nên hôm nay có cái chương trình như thế này đó là nó mới đến đây ra nhờ là anh Quyền Linh và chị Hồng Vân để giúp đỡ, để xe duyên cho đôi bạn đứa trẻ đó. Là tôi cũng mơ ước đó là để đứa có gặp được cô dâu út. Cháu đây nói á, thấy là cũng được, cũng hài lòng và vừa ý, đẹp mắt luôn đó. Mong sao cho được hai đứa nó được nên đôi. Vấn đề là hai đứa phải tìm hiểu như thế nào thì tôi mơ ước sao được con dâu út sắp tới là cho được vậy thôi. Dạ thì cho cô nó cũng có đôi lại đi. Cô thấy sao cô? Dạ em xin chào anh Huyền Linh, chị Hồng Vân. Thì trước tiên em xin kính chúc anh và chị được dồi dào sức khỏe, trẻ mãi không già, để kết nối xe duyên cho tụi trẻ. Như ngày hôm nay là em đến đây được là em rất là vinh hạnh. Thì em thấy cháu nói chuyện thì em rất là thấy chuẩn. Thì theo công việc thì em thấy nó cũng có xứng đôi với cháu em rồi. Cầu hai đứa nó có duyên thì ngày nay nó bấm nút. Thì tiến tới hôn nhân thì em rất là vinh hạnh là em có tiệc cưới. Dạ vì em có nhiều à, em xin hết. Cảm ơn. Vậy là Hậu Giang với là Sóc Trăng đã gặp nhau rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai đứa đi ha. Hy vọng mọi điều tốt đẹp. Hy vọng nha, hy vọng nha. Chuẩn bị nha Yên. Không gian này là của các bạn đó. Rồi, bắt đầu đi Yên. Trời ơi, dạ, em. Dạ anh chào anh. Anh có bó hoa tặng em ạ. Anh có hàng rồi, đây là dùng nước là đặc sản Phụng Hiệp của anh ạ. Em cũng có quà gửi anh. Trước khi em gửi anh một quyển sách
để anh cũng đọc để tìm hiểu. Tại vì em cũng thích quyển sách này, nó nói về cách nhìn nhận sự việc của nam và nữ để hai người hiểu nhau hơn. Còn đây là một món quà em tự tay làm, mặc dù nó không đẹp lắm nhưng mà nó mang ý nghĩa là hôm nay là em đến với một cái sự chuẩn bị nghiêm túc. Dạ, cảm ơn. Trên đời từ hồi xưa giờ tôi làm mai cũng gần chục năm rồi, tôi chưa thấy tình yêu nào mới quen nhau tặng rùa. Mà chưa hết nữa nè, bà rùa này bà phóng lên cái bà rùa kia kìa. Trời đó, coi cô chịu nổi không nè. Bà nhỏ phóng lên bà lớn có đỡ đần á. Trời ơi, mới vô Ngọc phóng lên yên rồi đó. Nghĩ sao mà em tặng cặp rùa vậy? Dạ, em tặng cặp rùa là giống như đi đâu cũng có đồi. Chậm mà chắc. Chậm mà chắc. Thôi, bây giờ hai bà leo xuống đi. Thôi, nó không có leo, nó không leo. Kệ nó đi. Làm xấu hổ quá. Các bạn cảm nhận gì nhau thế nào? Hai bạn nói về cảm xúc gặp nhau đi. Thì đúng đúng như hồi nãy là anh Quỳ Linh nhận xét là nhìn anh Yên hiền, thấy có mấy miền Tây chân thành. Còn Yên thấy Ngọc sao Yên? Dạ... Yên làm xin. Như chết đứng hay sao á, giống như từ Hải chết ngồi chứ lộn. Chết ngồi nhìn ngắm không à, không có nói được. Bạn gái cũng xinh, mấy quan điểm của bạn gái nói thì nó cũng hợp ý của em đó. Nếu mà mình tìm hiểu được rồi, em nghĩ bao lâu mới tiến tới hôn nhân được? Ông đặt thẳng vấn đề luôn kìa. Tại vì theo quan điểm của em á thì hôn nhân á là mình hợp thì mình sẽ tiến đến hôn nhân. Cho nên là cái chuyện mà thời gian dài hay ngắn á không quan trọng, quan trọng là mình tìm hiểu nhau, mình cảm thấy hợp. Tại vì người ta nói cho hôn nhân á là không phải là 1+1=2 mà là 0.5+0.5=1, là mỗi người sẽ nhún nhường nhau một xíu để hòa hợp lại. Thì cho nên cái thời gian đó với em nó không quan trọng. Hình như là em đang đọc được suy nghĩ của anh hay gì? Trời ơi. Dễ sợ luôn. Rồi ví dụ như tụi em mà quen nhau, tìm hiểu nhau thì tính là một tuần gặp nhau mấy lần? Dạ, em rảnh là em muốn gặp nhau à. Em thích gặp bạn gái mà mình thích để nói chuyện đó. Gặp mỗi ngày luôn? Dạ. Bây giờ mình tính chuyện là quan điểm về sinh con trai đầu lòng hay gái đầu lòng đi, bàn nhau luôn đi. Anh thì con trai con gái thì cũng được, mà phải có nam có nữ. Có điều kiện thì ba đứa, còn không điều kiện thì phải hai đứa. Chứ một đứa thì nó không có anh có em thì nó cũng buồn. Em cũng đồng quan điểm là thường tại vì một đứa thì nó sẽ hơi buồn. Em thì nam nữ em cũng không quan trọng. Người ta nói con là của trời cho nên là mình chăm sóc nó tốt để nó thành một người tốt của xã hội là được. Giờ nãy bạn gái nói là hát cải lương giùm cổ được đó, mình hát tặng bạn trai một bài, một đoạn, một câu nào đó đi. Tại vì em bị viêm họng đó cho nên là có thể là hát góp vui thôi mọi người. Quý vị bỏ qua cho em nếu mà có gì sai sót. Dạ. Em xin hát một đoạn giọng cổ trong bài Chợ Mới đi. Ơi dòng sông mang nước nơi nào, có về quê em ghé thăm đôi điều, gần em nhớ thương anh nhiều. Trong trời xa dường như anh thấy chiếc áo nàng vơi. Chợ mới người ơi, chưa hẹn lòng như đã chờ mong. Mình ở Sóc Trăng, mình hát bài Sóc Trăng chứ tự nhiên hát bài An Giang. Thì đáp qua đáp lại, em đáp lại liền đi. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cá ước muốn tương lai, còn tôi giờ thế tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Rồi chút xíu bấm thì chung đường chung bước liền. Hả, bấm một cái là chung đường chung bước liền. Ok. Bây giờ chuẩn bị bấm nút nha. Chúng ta hãy kiểm tra một lần nữa con tim của mình. Khi bấm nút, chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu thật sự các bạn cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình, một mảnh ghép của mình, thì hãy ghép lại với nhau và bấm nút nha. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 3 2 và 1. Hết thời gian. Wow! Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng. Trời ơi, mẹ em vui quá, mẹ với dì vui quá kìa. Nắm tay vô đi. Bắt đầu từ bây giờ, Hậu Giang với Sóc Trăng là một rồi đó nha. Một cái gọi là nụ hôn đầu tiên. Khi mà ta bấm nút để chứng minh rằng mình bấm nút từ trái tim của mình. Hùng dính như ông rùa dưới kia kìa. Ok.
cho anh hôn em nha. Đây là những chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinemox 212 lấy chiến thắng đưa tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn phần quà từ thương hiệu Vietsun Travel là một cặp vé du lịch Dubai trị giá 60 triệu đồng nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Vietsun Travel với hơn 15 năm kinh nghiệm tổ chức tour du lịch trong nước và quốc tế. Cùng Vietsun Travel tận hưởng giá trị cuộc sống. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu tổng giá trị 7 triệu đồng. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn hạnh phúc. Đây, hoa đây, rùa đây.